Xin chào tất cả các anh em nhân video hướng dẫn các anh em tham gia chương trình hay góp từ tục cần phốt để tham gia dán mình đi phần đêm mô tả bấm nút start nè. Khi tham gia các bạn sẽ nhận được theo thông tin của 80 tục cần phốt nha các bạn. Con này sắp end này các bạn dọn dài góp nè. End mẹ nó gì. Rồi các bạn bấm nút tắt nha bạn. Rồi các bạn dọn kênh Rewish Shippingbot Submit Design. Rồi các bạn gần những group nữa nè. Rồi các bạn dọn mấy kênh seller cho các bạn. Rồi các bạn theo word thì các bạn follow. Rồi bài các bạn đi tiếp với bình luận được. Rồi các bạn bấm Submit Design nha các bạn. Dì view quá mà không có dẫn chi tiết được các bạn. Rồi các bạn điền là cứu sinh em Telegram nè. Bạn nào không biết thì giải thích thêm Telegram của mình gửi cho nó. Các bạn theo thông tin con này cũng sắp kết thúc rồi nha các bạn làm nhanh nha các bạn. Rồi, rồi một cái link từ Wix các bạn mở theo Word. Các bạn chờ chút nữa. Rồi nhập vào mã chủ hạch này, nhập vào một hồ sơ này. Rồi một cái quýt này. Rồi xé nó nè. Xe chép đến theo Word nè. Bạn dạy gì cho bot nha bạn. Rồi bạn gửi nha bạn. Trời lót lâu quá. Rồi các bạn mở đi. Sao giá sao không mang tay kỹ ta cái máy này tự giá vô rồi mà gỡ vô rồi hỏi bạn có đu UZ channel không ông trả lời cho mình Z nha bạn. Các bạn trả lời no rồi đi luôn được. Mình đây cầu gửi cho nó các bạn chạy chút qua. Rồi các bạn bấm vào một balance để nhận tục cần các bạn. Rồi 80 tục cần Ford nè. Giá trị hiện tại khoảng 20 đô. Các bạn bấm vào. Đem qua nhà quýt giao qua. Rồi để mình dịch ra các bạn ơi. Chạy chút các bạn. Rồi các bạn, con này kết thúc vào ngày 15 tháng 10 nó sẽ phong phối nha các bạn. Các bạn làm nhanh nha, bạn còn 2 ngày nữa đó. Vậy video mình kết thúc, mỗi thắc mắc của các bạn để lại comment dưới. Mình sẽ giải lại cho các bạn nha, các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Khi mình không